Đây là phần cửa lóc các nhá. Đó, cửa lóc thì nó có hai chế độ bằng điện. Một là bên ngoài là rèm điện các nhá. Đó, bình thường những cái xe phổ thông là phải chỉnh bằng cơ nhá, đó, bằng chỉnh bằng tay luôn. Nhưng mà đây ạ, mẫu xe này chỉnh bằng điện luôn. Đó, tiếp tục mở cửa sổ trời đây em. Nói chung là rất là đẳng cấp luôn các ạ. Đây là cửa sổ trời toàn cảnh này các này. Panorama này. Khá đẳng cấp luôn đúng không ạ? Quá chất lượng luôn. Dạ vâng, em chào các bác nhá. Tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Có một mẫu xe với cái tầm tiền rất là rẻ thôi, các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe đẳng cấp và chất lượng này rồi các nhá. Đây toàn bộ đây, các bác nhìn này, toàn bộ táp ly này, táp ly zin nguyên bản này. Nó sang trọng từ những cái phần vân gỗ nhá. Và toàn bộ đây ạ. Những phần nhựa này các này, có nhựa zin này, vẫn còn rất là mới đúng không ạ? Khá mới luôn. Và đây cũng toàn bộ là nội thất ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đầu các nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama rất là sang trọng luôn. Trần lỉ nguyên bản này, rất là mới này. Toàn bộ đây, tem mác này, các bác xem ạ. Có tem mác mới cứng luôn đúng không ạ? Đây là phần tì để tay các nhá. Đó, có thể để được hai chai nước này. Đó, rất là sang trọng luôn. Đây là vùng điều hòa độc lập đằng sau nhá. Đó, ra ngoài được trang bị 3 vùng điều hòa độc lập các nhá. Và cánh cửa này cũng điều hòa này các này, 3 vùng điều hòa độc lập luôn. Các bác xem này, nó xe đẹp từng chi tiết một luôn. Toàn bộ đây, toàn phần táp lô các nhá. Rất là sang trọng luôn. Dạ vâng, các bác lần đầu xem video của em, nếu thấy hay hãy nhấn đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em có nhá. Đó, sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành bên trong cái phần nội thất cho các bác xem trước. Rồi sau đó em sẽ quay tổng thành bên ngoài cho các bác xem sau. Mẫu xe được mang tên là BMW X5, sản xuất năm 2006 và đăng ký lăn bánh năm 2010. Đó, số tự động nhá, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về các nhá. Đó. Mẫu xe này đã hoàn toàn lên form mới rồi các nhá. Đó, form mới rồi. Sử dụng động cơ 3.0 nhá, 3.0. Đó. Nói chung là 7 chỗ ngồi. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về. Đó, thì nói chung là nhập Mỹ về thì các bác phải biết cái chất lượng nó như thế nào rồi các nhá. Quá đẳng cấp luôn. Toàn bộ đây, táp ly cửa này các này. Đó, zin đét nhá. Đó, cái dòng BMW X5 này thì có hai phiên bản nhá, một phiên bản là động cơ 4.8 các nhá và một phiên bản 3.0. Thì phiên bản này là phiên bản 3.0 thì tiết kiệm nhiên liệu hơn các nhá. Đó, sang trọng ạ, rất đẳng cấp luôn. Táp lô zin này các này. Táp lô zin nguyên bản của nhà máy từ đầu luôn. Quá chất lượng luôn đúng không ạ? Màn hình Android đa chức năng, kết hợp cam lùi, âm thanh cực hay các nhá. Và màn hình zin nguyên bản luôn. Cần số đời mới nhá, cần số gật gù này, đời mới này, phanh tay điện tử này. Đó, có chế độ menu đầy đủ này, có này màn hình này. Điều hòa tự động này, chốt cửa tự động này. Đó, hai ghế trước là có chế độ sấy sưởi ghế. Đẳng cấp chưa? Điều hòa auto, 3 vùng điều hòa độc lập. Đề lỗ laptop, túi khí quanh xe. Đó, ghế chỉnh điện đa hướng này, các này. Ghế chỉnh điện đa hướng nhá. Nhớ ghế 3 vị trí. Có chế độ bơm lưng các nhá. Đó. Rất đẳng cấp luôn đúng không ạ? Keo chỉ là zin cả xe, máy lổ cực kỳ êm luôn. Rất là sang trọng luôn ạ. Nói chung là chất lượng xe quá đẹp luôn các nhá. Bên em đã kiểm tra và test thử rất là kỹ rồi. Nói chung là tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết các nhá, bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đâm đụng, không ngập nước. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào. Xe phải thực sự đẹp, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào nhá. Đó, nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe. Nói chung là 3.0 thôi. Nhiều bác nghĩ là bảo chắc là phải ăn hết 10, nhiều em cũng đọc rất là nhiều bình luận rồi. Nhiều bác bảo là ăn hết 20-30 lít xăng thì không có đâu nhá. Đó, chỉ tầm dưới 15 lít là chuẩn đét luôn đó nhá. Đó, nhưng mà mẫu xe sang trọng với cái mức tiêu hao nhiên liệu thế là cũng chấp nhận được các nhá. Ở dưới 15 lít thôi các nhá. Chuẩn đét luôn ạ. 7 chỗ ngồi mà các bác, 7 chỗ ngồi. Nói chung là những cái mẫu xe sang trọng như thế này các nhá. Đổi lại thì là
nó chỉnh nhỉnh hơn một tí xăng thôi, nhưng mà đổi lại nó được cái an toàn này và đi đầm chắc êm, rất là sướng luôn các nhá. Sang trọng, ngập tràn công nghệ hiện đại. Ở vô lăng tích hợp bàn phím này, có chế độ ra lệnh bằng giọng nói này, ở ga tự động này, vô lăng cũng chỉnh điện luôn các nhá. Ở đẳng cấp luôn ạ. Mẫu xe rất là đẳng cấp và an toàn luôn. Ở zin đét luôn ạ. Quá chất lượng. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ về các nhá. Ở ghế chỉnh điện đây ạ. Ở phần gối đầu cũng chỉnh bằng điện được này các này. Được chưa? Đó, bơm lưng này các bạn, đó, ấn vào đây. Là chế độ bơm lưng các bác nhá, nhìn chưa? Các bác nhìn chưa? Đó. Ở chỗ này nó sẽ phồng lên rất là êm. Ở cái phần hơi nó sẽ phồng lên các nhá. Toàn bộ đây những phần cánh cửa này. Ở zin đét đẹp luôn này, mới cứng luôn ạ. Đó, phanh tay điện tử các nhá. Đó, vô lăng đời mới rồi. Quá chất lượng luôn, vô lăng tích hợp bàn phím này. Đèn auto luôn. Túi khí quanh xe nhá, dòng này rất là nhiều túi khí luôn, nói chung là hiện đại các bạn. Hiện đại lắm. Đây là phần tì để tay này. Đó, xe rất đẹp luôn, để có thể để chai nước này các bác này. Đẳng cấp các bạn, đẳng cấp xế sang. Sau đây em sẽ quay chi tiết tổng thành bên ngoài cho bác xem nhá. Và đây là cái form dáng bên ngoài của cái xe này các nhá. Nó form dáng rất đẹp luôn, đã hoàn toàn lên form mới rồi. Nó lốp mới cả dàn luôn nhá, toàn bộ là lốp mới đồng đều với nhau luôn. Và cái phần lốp nó rất là to bản nhá, nó rất là to bản luôn. Và mỗi khi các bác vào cua nhá, mỗi khi các bác vào cua với tốc độ cao, cái phần lốp này nó sẽ xoãi ra. Nó xoãi ra để làm gì ạ? Để chống lật các nhá. Nó được rất là đẳng cấp luôn. Nó có hỗ trợ chế độ lên dốc này các nhá, có hỗ trợ đổ đèo này. Một mẫu xe rất là đẳng cấp và an toàn luôn ạ. Dạ vâng, mẫu xe được mang tên là BMW X5 nhá. Em xin lại, đây là mẫu xe BMW X5. Sản xuất năm 2006 và đăng ký lăn bánh năm 2010. Số tự động 7 chỗ ngồi, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Mẫu xe BMW chào bán mức giá là cũng rất là hợp lý thôi ạ. Cực kỳ hợp lý cho bác. $375 triệu. Cho mặt mẫu xe còn cực kỳ đẹp và mới như này không nhá. Mẫu xe này biển Hà Nội, nên là tất cả bác nào ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội là mua mẫu xe này là đỡ mất 20 triệu tiền biển không nhá. Còn tất cả bác nào ở tỉnh lẻ thì mua con xe nào cũng được và biển số nào cũng được. Đó là em tư vấn luôn cho các bác được hiểu nhá. Vậy cũng là quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 656 nhé. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên bán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Có phí vận chuyển các bác thêm phí cho em nhé. Nói chung là giá cả là em vẫn bớt được cho các bác. Còn cái giá bên em đưa ra là em bao hồ sơ luôn cho các bác nhé. Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ. Mẫu xe này thì cảm biến quanh xe luôn các bác nhé. Cảm biến quanh xe luôn và đặc biệt hơn nữa là cái âm thanh rất là hay. Âm thanh đẳng cấp các bác, hay. Mời các bác em xem phần khoang máy động cơ. Đó, để em mở phần cốp nhé. Mở em mở phần capo cho bác xem máy này. Máy lổ khá êm luôn ạ. Máy lổ êm du. Các bác ạ, êm du luôn. Các bác xem này, từ những phần kia còn nguyên bản vết sơn nhà máy đánh dấu này. Quá đẳng cấp luôn. Các bác xem này, lỉ còn nguyên bản này, được chưa? Nhiều mẫu xe những cái lỉ này sẽ không còn nữa. Mới cứng luôn ạ. Xe đẳng cấp các bác ạ. Quá đẳng cấp luôn. Quá đẳng cấp các bạn. Dạ vâng, đó là tổng thành xe BMW các nhá. Một lượt em yêu tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.